Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao phóng sự về thực trạng tái diễn những người vô gia cư giả ở Hà Nội. Trong đoạn phóng sự, một người vô gia cư sau khi lấy đầy một xe quả thì trở về một ngôi nhà ba tầng rộng hơn 100 m vuông nằm trên mặt phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Theo những người dân địa phương, giá trị của căn nhà này lên tới hàng chục tỷ đồng. Mạng xã hội sau đó lại xuất hiện video cho biết cụ bà tên P, hơn 80 tuổi, hàng ngày đi nhặt rác, xin cơm ăn qua ngày trong sân ngôi nhà đồ đạc và phế liệu chất đống ngổn ngang, mấy túi thức ăn thừa móc meo treo trên tường. Bà cụ nói trong video, ngủ trên một tấm cánh cửa tủ nhặt được kê ở ngoài hiên nhà, hàng ngày đi nhặt rác xin cơm ăn, ai cho gì thì ăn nấy. Bà nói thêm, bữa ngon nhất là bữa xin được cơm ăn, còn hôm nào có tiền thì bà mua một suất bốn chả 40.000 đồng, vài tháng mới ăn được một bữa như thế. Hoặc có cô nào họ ăn ở vỉa hè này, họ muốn cho mình, họ rủ mình ăn cùng, cực lắm. Đoạn video trên đã khiến cho nhiều người nghi ngờ về phản ánh của phóng sự được thực hiện. Tuy nhiên, tối 23 tháng 1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành cho biết, cụ bà trong video tên là NTKP. Bà P là người giả đơn thân nhưng không phải người vô gia cư. Bà P sống ở tầng 1 tại căn nhà số 63A Tô Hiến Thành, còn hai tầng trên là của hai hộ dân khác. Vị lãnh đạo ủy ban nhân dân phường nói, bà P có hộ khẩu tại tầng 1 của căn nhà, hàng tháng nhận trợ cấp 400.000 đồng. Bà khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát, nhưng thích đi nhặt rác, tích trữ rác đầy nhà. Theo chính quyền địa phương, do chất đầy rác trong nhà, bà P thường ngủ ở ngoại khiên. Cách 1-2 tuần, phường và tổ dân phố đều vận động đến dọn dẹp, thu dọn rác giúp bà chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà lát sàn mua rừng chiếu tivi tủ để bà dọn về ở nhưng bà không đồng ý do là người già neo đơn nên bà p là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền các tổ chức đoàn thể của phường lê đại hành và tổ dân phố hàng xóm láng giềng nơi bà đang sinh sống quan tâm hỗ trợ kinh phí cũng như nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày hàng xóm xung quanh nấu đồ ăn mang sang nhưng bà không ăn mỗi buổi trưa và tối bà lại ra đường xin đồ từ thiện Tháng 4 năm 2020, bà P cũng từng xuất hiện trong một bài đăng về việc đi nhận gạo từ thiện. Trong bài viết có nêu, bà là người già đơn thân, anh chị đã mất hết, bà sống một mình ở thủ đô, hoàn cảnh cơ cực phải nhặt phế liệu mưu sinh qua ngày, chạy cơm từng bữa trong mùa dịch Covid-19 ủy ban nhân dân phường lê đại hành sau đó lên tiếng đính chính cho biết thực tế bà p là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền các tổ chức đoàn thể của phường lê đại hành tổ dân phố và hàng xóm quan tâm hỗ trợ kinh phí cùng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày